Hello anh em, đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Anh em đã có thắc mắc về những mẫu CPU của Intel, cụ thể là những dòng CPU non-K, đa số sẽ được trang bị một thứ được gọi là tản nhiệt stock. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng thì mục đích nào thì chúng ta mới nên sử dụng tản nhiệt stock? Theo mình thì đấy là nhu cầu liên quan đến chơi game. Mặc dù là anh em có thể thấy được rằng là hầu hết những hệ thống tản nhiệt stock của Intel theo kèm ấy trông gọi là khá nhỏ gọn, và thông thường nếu khi mà chúng ta dùng hết hiệu năng của CPU thì những hệ thống tản nhiệt stock sẽ không thể nào tản nhiệt được. Thì mình sẽ lấy ví dụ đơn cử là một hệ thống tản nhiệt stock theo kèm những vỏ hộp Intel Core i7. Đấy là một tản nhiệt có lõi đồng và sẽ chỉ tản được khoảng từ 65W đến 85W điện thôi. Và với những mẫu CPU như kiểu Intel Core i7 thì mức tiêu thụ điện năng sẽ rơi vào khoảng chừng 170W điện. Thế nên những hệ thống tản đấy sẽ không thể tản được. Thì với Intel Core i9 những thế hệ trước, chúng ta cũng có hệ thống tản nhiệt stock giống hệt những hạt tản nhiệt khác. Và dùng như vậy thì chắc chắn là không thể phù hợp cho Intel Core i9 được. Và Intel đã rút kinh nghiệm thì chúng ta đang có một hệ thống tản nhiệt stock mới hơn. Trông về mặt hình thức thiết kế, cái ngôn ngữ thiết kế thì vẫn tương tự như hệ thống tản nhiệt của thế hệ thứ 12. Đây chủ yếu là được làm to hơn, những hệ thống nhôm được làm nhiều hơn. Và dưới dĩ nhiên vẫn sẽ phải có một lõi đồng, và lõi đồng này cũng là một lõi đồng cỡ lớn. Thế nhưng mặc dù được trang bị nhiều hơn như vậy, nhưng với mẫu CPU Intel Core i9, cái mức điện tối đa mà mẫu CPU tiêu thụ sẽ loanh quanh khoảng từ 240 đến 280W. Vậy thì cái tản nhiệt stock chắc chắn sẽ không thể tản nhiệt với nhu cầu như vậy. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Intel lại cải tiến tản nhiệt để vỏ hộp chỉ là cho vui. Chúng ta hãy làm rõ mục đích sử dụng tản nhiệt stock và cái lý do mà Intel trang bị. Thì với CPU Intel Core i9 thì đây là một mẫu CPU có khá nhiều nhân, 16 nhân và 24 luồng xử lý, được chia đều ra là 8 nhân hiệu năng cao và 8 nhân hiệu suất. Với cái lượng nhân lớn như vậy, khi chúng ta chơi game thì chắc chắn sẽ không thể nào tận dụng được hết 16 nhân, thay vào đó sẽ tận dụng được một vài nhân, và cái mức để có thể đạt được 240 đến 280W thì chúng ta sử dụng thông thường cũng không thể đạt được cái mức đấy. Vậy thì chúng ta hãy làm rõ cái mục đích đi. Cho nhu cầu chơi game thì sử dụng tản nhiệt stock với tản nhiệt lượng All-in-One thì có những điểm gì khác biệt? Về mặt ý tưởng, khi mà mình đã lắp vào rồi thì mình thấy được rằng là hệ thống tản nhiệt stock của Intel thế hệ thứ 12 và đặc biệt dành cho i9 hoạt động khá tốt so với kỳ vọng của mình. Khi mà chơi game thì cái mẫu CPU Intel Core i9 sẽ đạt được cái mức điện năng là 100W điện, đôi khi có thể hơn, hoặc là một số tựa game nhẹ hơn chỉ tiêu thụ khoảng chừng 65W thôi. Thì với 65W hay là 100W thì tản nhiệt stock vẫn có thể tản nhiệt được rất tốt, khi mà cái mức xung nhịp không bị giảm theo thời gian và cái mức nhiệt độ sẽ khoảng 80 độ C. Tất nhiên thì anh em sẽ nhìn vào mức nhiệt 80 độ C và bảo ôi nhiệt gì mà trông cao thế, thì anh em phải hiểu được rằng đây là một hệ thống tản nhiệt trông rất nhỏ thôi, và tản nhiệt cho một mẫu CPU như i9 thì tản nhiệt được như vậy là rất tốt rồi. Tuy nhiên khi mà chúng ta so với một hệ thống tản nhiệt tốt hơn hẳn đi là tản nhiệt nước All-in-One, thì cái nhiệt độ của tản nhiệt nước All-in-One mang lại sẽ loanh quanh khoảng chừng 60 độ C, vô cùng mát mẻ. Dĩ nhiên chúng ta phải chọn những hệ thống tản nhiệt như là tản nhiệt nước All-in-One thì mới có thể phù hợp được. Còn đối với những anh em nào mà sử dụng cho nhu cầu gọi là chỉ chơi game hoặc là mua về và đợi thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tản nhiệt stock được. Còn phù hợp nhất thì anh em mà có cái mẫu CPU như này, chúng ta có thể mang đi pass lại cho những anh em dùng Intel Core i7, Core i5, bởi vì cái hệ thống tản nhiệt như này hoàn toàn có thể tản tốt cho i7 và i5. Và mình nghĩ tốt nhất ấy là cho Intel Core i5 12600K trở xuống thì hệ thống tản nhiệt này sẽ đáp ứng được rất tốt cái nhu cầu, kể cả anh em có làm nặng và full load CPU. Tất nhiên thì để có thể có hệ thống tản nhiệt này thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tìm những anh em nào sử dụng CPU Intel Core i9 thì mới có thể mua được. Bởi vì cái tản nhiệt này sẽ đóng vai trò là để quảng bá hình ảnh hơn. Chúng ta có những cái thiết kế nó khác hơn, anh em nhìn cái logo này, những xoay logo này, quạt đứng yên và chúng ta có thể xoay logo độc lập, cánh quạt có thể quay và có LED luôn. LED thì gọi cơ bản là LED RGB cũng được, bởi vì RGB là Z Green Blue thì cũng có đỏ, cũng có hai màu xanh, thì gọi là RGB thì cũng chẳng sai đâu. Thế nếu anh em nhé, anh em có cơ hội để mua được hệ thống tản nhiệt khí thôi, chúng ta không phải mua CPU, có ai đó phát lại cho anh em thôi, thì anh em có sử dụng tản nhiệt stock của Intel dành cho những dòng CPU thấp hơn hay không? Nếu là mình thì chắc chắn mình sẽ sử dụng, bởi vì đằng sau đây có đầy đủ gông, nhưng gông này chỉ gông dành cho 1.700 thôi nhá. Anh em là sử dụng gông cho 1.200 thì không vừa đâu. Vậy thì anh em đánh giá sao? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.